đang cắt lúa các bạn ơi. Quay cho các bạn trên YouTube xem. Ủa sao nói con ngữ bữa nay mới cắt bữa nay mới cắt mà. Vậy là đang căng đã, nào mới xuống tới. Ủa, chung của ai? Thì căng ở đẳng rồi, mới căng đẳng rồi mới dài lên này. Căng chung giống luôn đi cho nó dễ. Rồi cái này mới phải không? Thank you.
cái máy gì đâu? Cái máy gì đâu? Cái đó, cái đó. Lum hết trơn, chắc tà la hết trơn. Đâu nó vậy, chạy đâu chứ vậy? Chẳng lúa tối luôn các bạn ơi. Tới đây thì ăn cơm kia, cặp đây bỏ liền đi, không có ra cái luôn hả?